Dùng tai nghe lâu ngày không vệ sinh liệu có hại gì không? Dùng tai nghe không đúng cách có thể gây một số nguy cơ đối với sức khỏe của bạn. Chẳng hạn như giảm thính lực, nghe với âm lượng lớn trong thời gian dài là không nên. Và việc không vệ sinh tai nghe cũng có thể làm tổn hại đến sức khỏe tai. Dùng tai nghe đặc biệt là loại nhét tai với âm lượng lớn trong thời gian dài sẽ dẫn đến suy giảm thính lực. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến người trưởng thành mà còn đến cả thanh thiếu niên. Chính vì nguy cơ gây hại cho thính giác mà nhiều loại tai nghe có tính năng cảnh báo khi người dùng chỉnh âm thanh ở mức gây hại. Bên cạnh đó, các chuyên gia còn cho rằng nên vệ sinh tai nghe đúng cách và thường xuyên để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng tai. Dùng tai nghe bẩn có thể gây mụn, viêm tai ngoài và viêm ống tai. Các vấn đề viêm nhiễm này có thể gây đau và khó chịu cho người mắc. Nguyên nhân viêm nhiễm là do loại tai nghe nhét vào lỗ tai thường dính nhiều ráy tai, bụi bẩn và vi khuẩn, nhất là khi chúng không được vệ sinh thường xuyên. Nguy cơ nhiễm trùng và giúp tai khỏe mạnh, các chuyên gia khuyến cáo nên khử trùng tai nghe sau mỗi lần sử dụng. Tuy nhiên, với những người dùng tai nghe nhiều lần trong ngày thì điều này dường như là bất hợp lý. Họ có thể vệ sinh tai nghe mỗi ngày một lần hoặc ít nhất một tuần một lần. Trước khi nhét vào lỗ tai, người dùng cũng nên dùng khăn sạch hay khăn giấy lau khô rồi mới sử dụng. Nếu cần thiết thì hãy khử trùng tai nghe. Cách này rất đơn giản, bạn có thể lau sạch tai nghe bằng cồn y tế hay khăn ướt có cồn. Với những vị trí khó tiếp cận, bạn có thể dùng đầu tăm bông để vệ sinh. Nếu mang tai nghe khi tập gym, chạy bộ thì hãy nhớ vệ sinh chúng sau khi dùng, vì mồ hôi bụi bẩn có thể dính lên phụ kiện này, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển theo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.